Xin chào quý khán giả thông thái đang theo dõi Ánh Sao Vàng. Các bạn thân mến, trong cái nắng bỏng rát của Trung Phi, ở một góc của thủ đô Bangui, có dưới căn nhà cấp 4, lợp mái tôn của cụ bà người Việt duy nhất ở thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Người phụ nữ Việt kiên cường chịu thương chịu khó, tần tảo nuôi con cháu ở vùng đất xa lạ ấy mà chưa một lần trở về lại quê nhà. Cụ ao ước khi cuối đời được trở về quê hương để được hòa mình vào cái nắng chan hòa của đất mẹ, thưởng thức cái không khí Tết truyền thống. Sau 70 năm được gặp đồng hương mà cụ xúc động rưng rưng nước mắt nhớ về quê cha đất tổ. Cụ giữ tất cả các kỷ vật, các món đồ giản dị của quê hương để mỗi khi nhớ nhà, cụ lại mang ra ngắm để vơi đi nỗi nhớ. Đó chính là cụ Nguyễn Thị Luyến, 90 tuổi. Chúng ta hãy cùng theo chân các chiến sĩ bộ đội cụ Hồ đến thăm nhà cụ nhé. 70 năm đau đáu nỗi nhớ quê nhà, Trung tá Vũ Văn Hiệp đến Cộng hòa Trung Phi thực hiện nhiệm vụ tại MINUSCA, nhiệm kỳ 2015-2016. Trong một lần sang ăn cơm trưa tại quán ăn đối diện trụ sở công tác, anh Hiệp tình cờ biết được rằng ở đất nước châu Phi xa xôi này có một phụ nữ Việt Nam sinh sống đã gần 70 năm. Trung tá Hiệp nhớ lại buổi đầu biết về cụ Luyến. Hôm đó tôi gặp một người phụ nữ Trung Phi đứng tuổi, nhìn thấy trên quân phục của bọn tôi có in hai chữ Việt Nam, cô ấy tiến lại hỏi chuyện. Thì ra, bà ngoại cô ấy là người Việt. Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm, chính hai chữ Việt Nam thiêng liêng kết nối chúng tôi. Gia đình cụ Nguyễn Thị Luyến sống trong con ngõ gập ghềnh đất đá sỏi và bụi mù tại thủ đô Bangui. Thấy bóng dáng vị khách vừa lạ vừa quen, cụ Luyến ra tận cổng đón. Để rồi, khi nhận ra vị khách đó là người Việt, cụ ôm chầm lấy anh rưng rưng nắn vai, như thể muốn chắc chắn rằng mình đang được gặp người đồng bào đầu tiên sau 70 năm. Theo câu chuyện cụ kể, cụ quê gốc ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Năm 1953, cụ theo một người lính Lê Dương về Trung Phi và sống ở Bangui từ đó đến giờ. Vì một số lý do, cụ chưa một lần trở về Việt Nam. Anh Hiệp nghẹn ngào kể lại, cụ lập cập hỏi tôi đủ thứ chuyện về Hà Nội, về Việt Nam. Không biết do quá xúc động hay vì gần 70 năm không sử dụng tiếng mẹ đẻ mà câu chữ cứ líu díu vào nhau, giọng cụ cũng run run không lưu loát và tròn rõ như thường. Có lúc bí từ để diễn tả, cụ chêm bằng tiếng Pháp, bởi từ khi sang Trung Phi, cụ chưa từng một lần liên lạc về Việt Nam. Và theo cụ, ở nơi này, chỉ có cụ là người Việt duy nhất. Do đó, cụ không có cơ hội dùng tiếng mẹ đẻ bao nhiêu năm nay. Thậm chí, cụ vẫn dùng cách nói của những năm 1950, xưng là tôi và gọi tôi là ông, dù cụ lúc đó đã cao tuổi. Giống như Trung tá Hiệp, Thượng tá Lê Ngọc Sơn cũng không thể quên được những khoảnh khắc đầu tiên khi gặp cụ Luyến. Anh Sơn nhớ lại, vì được cháu của cụ báo trước về chuyến đến thăm của những người đồng bào Việt Nam, cụ Luyến nhấp nhổm mong ngóng từ sớm, mặc dù chưa đến giờ hẹn. Tôi nhớ như in, chiếc áo cụ mặc buổi hôm đó là chiếc áo phông đỏ, có in dòng chữ Việt Nam màu vàng phía trước ngực. Cụ nói gặp được bọn tôi cụ rất vui vì được nói tiếng Việt và còn dặn chúng tôi hãy thường xuyên đến chơi với cụ. Chắc có lẽ chỉ những người lính Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại MINUSCA mới có thể cảm nhận được hết và đủ sức vượt qua được sự khắc nghiệt của thời tiết, bệnh dịch cũng như an ninh bất ổn ở Bangui. Anh Hiệp cho biết, khó có thể miêu tả được hết cái nắng bỏng rát đặc sản của Trung Phi. Đến những chiếc xe của phái bộ Liên Hợp Quốc qua sử dụng dăm tháng, thường xuyên để ngoài nắng, phần da bọc ở phía trước bên trong xe bị chảy và xùi ra như nhựa đường đun nóng. Vậy mà cũng như phần lớn ở các gia đình ở thủ đô Bangui, cụ Luyến sống cùng các cháu của mình trong căn nhà cấp 4, mái lập tôn, điện lưới phập phù, ngày có thì đêm mất. Tôi ngồi dưới mái hiên nhà cụ, đầu đội mũ mà vẫn cảm thấy cái nóng hầm hập xuyên xuống từ lớp mái tôn. Sự bất ổn về an ninh thì lúc nào cũng thường trực trong gần 3 năm nay. Theo lời cụ Luyến chia sẻ, mỗi lần bạo lực bùng phát, cụ bắt các cháu mình phải đi lánh nạn, trong khi chỉ còn cụ và một người cháu lớn là quyết tâm ở lại trong nhà và hàng quán, dù nhiều gia đình khác đi sơ tán hết. Cụ Luyến chia sẻ, hồi nhỏ ở Việt Nam, lúc giặc Pháp càn quét, bố tôi đi công tác vắng, mẹ tôi cũng là người duy nhất ở lại trong nhà. Phụ nữ Việt Nam ở đâu cũng vậy thôi, kiên cường trong mọi hoàn cảnh. Khó khăn nguy hiểm là thế, nhưng người phụ nữ Việt Nam duy nhất sống tại thủ đô Trung Phi này quyết không chịu khuất phục số phận, dẫn những vị khách Việt Nam chúng tôi đi một vòng quanh ngôi nhà. Cụ Luyến tự hào giới thiệu về những gì mình gây dựng được sau bao năm tháng. Cụ còn nuôi được rất nhiều gà theo mô hình công nghiệp và trồng một vườn rau xanh với nét rất Việt Nam. Anh Sơn xúc động kể lại,
trong góc vườn của cụ có cả gừng và mùi tàu Việt Nam. Đây là điều rất đặc biệt, bởi ở cả Trung Phi này, chắc chắn không nơi đâu có được cây mùi tàu, nhưng cụ vẫn có. Cúi xuống bứt một chiếc lá, cụ chậm rãi nói một cách tự hào, mùi tàu Việt Nam đấy. Dù xa quê gần 70 năm, nhưng cụ chưa bao giờ quên cách chế biến nhiều món ăn thuần Việt. Ban đầu, cụ chỉ chế biến cho gia đình mình ăn và truyền lại cho các con, rồi đến các cháu. Các món như cá kho giềng, cá sốt cà chua, cải xào lòng gà và đặc biệt là nem rán. Sau dần, nhận thấy mọi người, kể cả người nước ngoài hay người Trung Phi, đều rất thích ăn món nem rán, cụ mới nghĩ và chỉ đạo con cháu chế biến để cung cấp cho các nhà hàng xung quanh. Kinh tế gia đình cụ kể từ đó cũng khá hẳn lên. Nói đến hương vị ẩm thực quê nhà, cái chất Việt dung dị đậm đà và không kém phần hấp dẫn trong mỗi món ăn tưởng đơn giản hàng ngày, có lẽ không gì thấm bằng niềm thương nỗi nhớ của người xa xứ. Một điều thú vị là cụ vẫn gọi món đặc sản này với tên gọi của người Việt là nem, mà không dùng một từ tiếng Anh hay tiếng địa phương tương đương. Giờ đây, món nem đã trở thành món ăn ưa thích của nhiều người dân Bang Gui và phổ biến đến mức vào nhà hàng chỉ cần gọi nem là người ta cũng có thể hiểu. Chắc hẳn cụ phải tự hào lắm về món đặc sản này mới có thể quyết tâm giới thiệu đến mọi người. Phụ nữ Việt bao giờ cũng hy sinh tất cả vì con. Đó là câu nói của cụ Nguyễn Thị Luyến khi nhớ lại những ngày tháng gian khổ khi sống tại một vùng đất có nền văn hóa hoàn toàn khác lạ với Việt Nam. Một mình nuôi 4 người con khôn lớn, cuộc đời cụ Luyến cũng trải qua không ít nỗi thăng trầm. Khi theo chồng về Trung Phi làm vợ, kinh tế gia đình ông gần như chẳng có gì. Có lẽ chẳng ai tại Việt Nam có thể hình dung những năm 1950, người dân nơi này còn nghèo đến mức nào nữa. Bởi giờ đây Trung Phi vẫn đang là một trong những quốc gia đói nghèo và lạc hậu nhất thế giới. Sau hơn 10 năm đưa cụ về chung sống ở Bang Gui, chồng cụ mất vì bạo bệnh. Cụ ngấn lệ kể về nỗi gian truân khi một mình nơi đất khách tần tảo nuôi 4 đứa con thơ. Tôi làm tất cả mọi việc có thể, ai thuê gì làm đấy. Ai thuê việc nặng nhọc cũng chẳng quản, miễn là kiếm được miếng ăn cho con. Phụ nữ châu Phi có thể bất lực ngồi nhìn con chết đói. Phụ nữ Việt bao giờ cũng hy sinh tất cả vì con. Do khí hậu khắc nghiệt thổ nhưỡng không được tốt như ở Việt Nam, người dân Trung Phi có ít khả năng tăng gia. Nhưng với cụ Luyến, ngay từ hồi mới tới đây, cụ đã bắt tay vào canh tác khu vườn nhà mình. Cũng nhờ thế, trong khi nhiều gia đình ở đây phải chịu cảnh đói quanh năm, các con của cụ vẫn có ngô và sắn để cầm cự. Theo lời cụ, cứ có đất, dù cằn cỗi đến mấy cũng vẫn trồng cấy được, miễn là phải cần cù chịu khó. Chắc hẳn cụ đã luôn ghi nhớ câu thành ngữ, có sức người sỏi đá cũng thành cơm của người Việt. Chính vì vậy mà 4 người con của cụ vẫn được đến trường và được cụ rèn cho đức tính cần cù chịu khó, không quản ngại gian khó của người Việt. Kết quả là họ đều đã trưởng thành, giờ đây cụ đã có tới 34 người cháu và chắt. Đáng quý hơn, con cháu cụ đều thành đạt cả, người thì luật sư, người làm hải quan, người bác sĩ, người làm thẩm phán, ai cũng có cơ ngơi riêng, với nhà, xe hơi, cuộc sống sung túc tại Pháp và Trung Phi. Người cháu gái bà khẳng định, đến giờ bà Luyến vẫn là người trụ cột của gia đình, bà vẫn chỉ đạo các cháu chế biến các món ăn để kinh doanh. Bà Luyến cười, người Việt ở đâu cũng sống tốt mà. Biết cụ rất trân trọng, yêu quý những gì thuộc về Việt Nam, mỗi lần có dịp về thăm cụ, con cháu từ Pháp đều mang theo những thứ, mang hương vị quê hương Việt Nam làm quà. Ngoài nguyên liệu thực phẩm để chế biến các món ăn Việt bán tại Trung Phi, cụ còn nói con cháu mua cho mình những quần áo có nguồn gốc từ Việt Nam. Nhưng rồi cụ chỉ mặc nó vào những dịp thật đặc biệt, còn lúc thường đều gấp ngay ngắn và cất vào tủ vì sợ hỏng mất. Có lần anh Sơn đến chơi, cụ Luyến còn mang ra một túi bột bánh bao, còn nguyên vẹn nhưng đã hết hạn sử dụng từ rất lâu rồi và nói đó là bột con cháu mua từ Pháp mang về tặng cụ. Khi hỏi cụ tại sao không ăn mà để đến giờ, cụ nghẹn ngào nói muốn giữ một gói để làm kỷ niệm. Xúc động trước tình cảm và nỗi nhớ quê nhà của cụ, mỗi khi có điều kiện qua thăm cụ, các sĩ quan gìn giữ hòa bình như anh Hiệp, anh Sơn lại mang đến biếu cụ những món đồ mà họ mang được từ Việt Nam sang như nước mắm, cà phê, mì tôm, miến. Mỗi lần như thế cụ đều rất cảm kích, xúc động, không thốt nên lời. Trong dịp Tết năm đó, Trung tá Sơn cùng các đồng đội còn chuẩn bị hẳn một cái Tết Việt để mời cụ đến dự. Trong điều kiện còn thiếu thốn, anh Sơn kể, cái Tết ấy vẫn đầy đủ không khí Tết Việt, nào là cành đào, câu đối Tết, phong bao lì xì, gói bánh chưng, làm nem, bày bàn thờ, mâm ngũ quả và ảnh Bác Hồ. Trong ký ức của cụ, không khí về cái Tết truyền thống của Việt Nam có lẽ đã bị thời gian làm mờ dần theo năm tháng. Đây là lần đầu tiên sau gần 70 năm
cụ mới lại được cảm nhận cái không khí này. Thắp nén hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ xúc động nói, cảm ơn các cháu đã cho bà cơ hội nhớ lại những ký ức của 70 năm về trước, cho bà được đón một cái Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam ngay tại Trung Phi, điều mà trước đây bà nghĩ có lẽ đến khi qua đời cũng chẳng bao giờ có được. Chúng ta có thể thấy rằng bà không những như là một người bà đáng kính trong gia đình, mà còn là một tấm gương giàu nghị lực, chăm chỉ, vượt khó của người phụ nữ Việt Nam. Mình mong rằng những tháng ngày sau này, bà có thể sống trong hòa bình. Nơi đây cũng là những tháng ngày đem lại niềm vui, kỷ niệm về quê hương cho một người Việt Nam xa xứ. Và video ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chọn theo dõi Ánh Sao Vàng. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, có thể bật thêm nút chuông thông báo để có thể cập nhật những thông tin hữu ích nhất về Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.